Địa Mẫu Chân Kinh. Phần tiếp theo lại nữa, đúng ngày thập bát căn mười gia gia tụng niệm, người người trì kinh, lập đại lễ hóa sinh, trà quả dân hương đăng, tất cả khiết tinh cùng nhau hội hiệp trì kinh, sớ dân từ mẫu chứng minh con lành. Nếu như có những danh hiền sĩ truyền ba kinh nghĩa lý đủ đầy, tự tôn đại thọ ân dày, cháu con hiền sĩ từ đây quy hoàng, hưởng lộc thọ vinh quang, phú quý hạng phu nhân, bần sĩ hiền thần, truyền kinh phổ biến xa gần, gia gia vui hưởng muôn phần ấm no. Mẫu hứa sẽ ban cho con thầu, năm trai lành kế tạo lửa hương, hai gái hiếu đạo thuần lương, đời đời nối dõi tổ đường tông môn. Nam nữ nào sùng tôn kính mẫu, kính lễ ngài kỷ mẫu thành tâm, mẹ ban phước lộc cao thâm, thiên xuân vạn đại hưởng âm đức dày. Sư phương nào hằng ngày cung vía, đàn trang cầu bốn phía an ninh, bảo toàn tánh mạng chúng sinh, mẫu hoàng phụ điện ưng linh lợi nguyện. Quốc dân nào kiên thiền dẫm bay, thọ trì kinh nhớ mãi thâm ân, mẫu từ cho xuất thánh nhân, thông minh xuất chúng muôn phần quyền linh. Công đức mẫu vô hình khó tả, dù lâm sơn biển cả khó hơn, ai mà đáp nghĩa đền ơn, phải sùng ám tự hòa sơn thương hình. Rồi dâng lên hương linh thờ phượng, tạo lập thành tâm tưởng bái tôn, diêu trì Phật mẹ linh hồn, hiếu tự làm đặng y ngôn kim truyền. Mẹ sẽ nhận con hiền dấu thầu, gắng sức xây tái tạo mau đi, tùy gia phương tiện hữu gì, chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu nào. Mẫu chứng lòng thành cao tâm hầu, sẽ ghi con tên thảo danh đề, thẻ ngọc mẹ chuyển bút phê, tâm phàm phủi sạch trở về diêu cung. Bởi vì con tận trung tận hiếu, đắc quả cao cửu khiếu khai minh, con hiền thọ hướng trường sinh, nhờ lòng quảng đại quang minh tâm thành. Mẹ sắc tử phong danh muôn thuở, chánh quả thành giúp nợ trần ai, ban cho cựu phẩm liên đài, trung ương thượng quốc về ngay đền vàng, thành đại la kim trang quy bao, phú phủ đồng đất đạo kim thân, mẹ ban thọ hưởng hồng ân lưu danh, bửu điện muôn
phần vẻ vang. Đức Từ Tôn Mẫu Hoàng Bảo Dương, trải hết tâm vô lượng vô biên, ngự nơi cõi thượng thiên liên độ, cho quốc thời dân yên thanh bình. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Địa mẫu diệu kinh Phật mẫu tuy vô hình vô tướng, mẹ cầm quyền phạt thương nhân sinh. Ban ra lời ngọc chân kinh khảo sát địa lý khai minh địa cầu. Thuở hỗn độn một bầu không khí, còn mịt mù vô thị biết đâu. Phật mẫu đã ngự đó rồi, phân ra thiên địa hoàn cầu chuyển xoay. Mẹ đứng ra làm thầy trước nhất, đạo quần khai lời thật quyền linh. Phổ thông truyền bá chân kinh, phán bài phong tục nhân sinh sáng ngời. Chúng phàm trần đến đời quân hạ, mẹ giáng cơ bút tả chân kinh. Ai truyền ân tâm phổ in, mẫu hoàng bảo hộ khương ninh cửu trường. Người nào đầy lòng thương tiếp dần, giúp chúng sanh ngộ nhận đạo chân. Dựng đời thánh trị thượng quân, hết lòng chỉ giáo linh nhân tỏ tường. Khắp thế giới thập phương cung kình, ráng niệm trì nguyện thánh lời châu. Đắc thành sở nguyện mong cầu vậy, mà chẳng thấy người nào lưu tâm. Hoặc gia gia tháng năm ghi nhớ, lưu truyền kinh từ thuở ban hành. Kẻ nào tụng niệm chân thành thanh tiên, đắc đạo rạng danh lâu rồi. Ai chẳng tin bất cầu ác cảm, chế bay rằng mờ ám không tùng. Mà đến khi nào lúc lâm chung hồn linh, kẻ ấy vô cùng khổ đau. Ngục A Tỳ Sa vào miên viền, đọa đài người lâm tiên dễ khinh. Sanh lòng nhạo ban ly kinh, tội như biển cả mong minh thắm sầu. Gây nhiều lỗi thâm sâu đại hại, mẹ chẳng phiền trai phải trái chi đâu. Xét ra khắp cả quảng cầu, đều do linh mẹ pháp màu chuyển ra. Mẹ thương con vì tha tất cả, nào thấy ai để giả xót thương. Đắng cay khổ nhọc ai tường rõ, thông nỗi khổ đoạn trường biết bao. Trang nữ kiệt anh hào chi hiếu, bổ cáo cho người hiểu rõ ràng. Đứng ra giải đáp lời vàng, cho người trần thế dương gian tri tường. Khắp thiên hạ thập phương chúng cành, nạn thiên tai phải quạnh hiu sầu. Dập dồn nhiều cảnh khổ đau quả tai, trước mắt tránh đâu bây giờ. Mẹ thương con đề thơ phân tỏ, lại chẳng nghe ghi rõ lời châu. Cuộc đời thế sự bể dâu, mẹ đã tường tận đoán rồi tiên tri.
dù khó khăn việc chi nguy khôn, mẹ bình trị chỉnh đốn khắp nơi. Phán truyền bày tỏ bao lời hóa sanh, hoằng đạo cái đời dưỡng sanh. Phật mẫu có phân rành tất cả, 72 vị đã lãnh phần. Đương kim hành sự xa gần, vị nào cũng có thánh thân hợp chung. Duy mình mẫu chẳng cùng ai cả, khắp ở trong thiên hạ xứ nào. Lập chùa táo miếu đền cao phụng thờ, thần thánh ra vào cung nghinh. Còn mẫu đây riêng mình ai nhớ, đến tánh danh cũng chớ tường tri. Cõi trần chẳng có chi chi, một ngôi miếu nhỏ vậy thì cũng không. Bởi chúng sanh bát lòng chẳng nghĩ, nên cam đành khổ lũy sầu bi. Quanh năm bao cảnh loạn lý, trời mưa không thuận đất thì không sanh. Mẹ thương con chẳng đành đoán dứt, tình thiên liên bút mực ghi rằng. Các con lân nhỏ nghe chăng, thọ trì kính mẫu khó khăn cũng lành. Khắp nhân sinh đều hành tâm đạo, giúp cho đời cải tạo ăn năn. Chẳng luận cao thấp ngang bằng, dù cho trẻ nhỏ lòng hằng trì kinh. 9 tuổi biết cung nghinh độc tùng, điển quyền di hữu dụng mẹ ban. Cốt nhục xa cách lạc đàn, mẹ cho tái hợp bình an sum vầy. Vui trong cảnh bao ngày cách biệt, dù chia cũng hiệp cùng nhau. Không phân hai bậc thấp cao, ai ai cũng được truyền trao kinh này. Khắp non nước Đông Tây Nam Bắc, phổ biến kinh để nhắc nhở lòng. Thập phương ba tánh rõ thông, nếu chẳng hứng thọ chắc không sanh tồn. Bao nguy khổ dập dồn đau xiết, nạn thiên tai thủy kiệt sơn băng. Chúng sanh ngã gục nhào lăn lâm vòng, đại nạn thoát chẳng được nào. Hiện bây giờ ốm đau bệnh tật, sanh ra nhiều chứng thật gớm ghê. Khắp trong tất cả thành quê thái, đều thọ nạn ế chạy khổ thân. Bị nắng hạn mưa dầm ngập hết, thổ sản này ngã chết chẳng còn. Đói lòng quằn quại các con, dạy khuyên ráng nhớ lời son mẫu từ. Mẹ khuyên con tâm thư lời cuối, gắn tâm tu thông suốt lý kinh. Truyền trao giải nghĩa phổ in, cho người trì tông hiểu kinh kịp thời. Chúng con sẽ thấy đời hết khổ, nội trong năm phổ độ đầu tiên. Mưa hòa gió thuận khắp miền, mùa màng sung túc thấy liền chẳng sai. Còn như đáo lễ ngày kỷ mầu, lập đàn tràng bái mẫu trì kinh. Dân đèn sáp thiệt quang minh, từ tôn phụ điển nhân sinh phúc dày. Mỗi trăng có 3 ngày kỷ mẫu kỳ,
hãy thành tâm bền chí cúng dường. Kinh đàn đăng thủy hoa hương, ngoài ra tất cả ngày thường khỏi lo. Việc cung kiến phải cho tinh khiết, cố gắng tu tha thiết cần chuyên. Lo tròn phận sự hằng niên, 36 nhật kiên thiền trì kinh. Sấm lễ vật cung nghinh từ mẫu, trong các ngày kỷ mẫu lập đàn. Gồm có 6 ngọn đăng quang, quả hoa tươi thấm hương phần 5 cây. 6 chung nước lập đầy đủ lệ, cùng chung nhau họp để kính đàn. Thuyết kinh giảng lý rõ ràng, mỗi người đều định tâm mang thọ trì. Ai xứ nào làm ý lời dài, định tinh thần tụng bài biến kinh. Tiêu bao nghiệp chướng tội mình, hưởng đời quân thượng quyền linh sanh tồn. Ai cố gắng sớm hôm trì tùng, thêm 2 thời chuyển dụng tâm thành. Mẹ ban quyền diệu điện thanh, tự tay cứu chữa mạnh lành nội gian. Đức từ tôn truyền ra cho biết, các con cần tha thiết ghi lòng. Lúa mạch gần chín đầy bóng hiền, ra móng bạch hư không rõ ràng. Gió từ đâu thổi sang rất mạnh, trong niên này gặp cảnh phong ba. Khổ sầu từ trẻ tới già, chúng sanh phải chịu thiết tha cơ hàng. Nạn đói lạnh lầm than đau xiết, là điềm trời ứng thiệt rõ ràng. Thiên đình đâu đà hạt lúa vàng, thần linh ngũ cốc lệnh ban dây trời. Gieo hòa cho cảnh đời khốn khổ, tuy vậy mà có chỗ cung chừa. Nơi nào kính mẹ sớm trưa, trì kính địa mẫu phước thừa bình an. Mẹ bảo hộ vững vàng nơi đó, được trúng mùa mưa gió thuận hoàng. Ai từng phổ biến gia gia, tiên truyền kính mẫu đứng ra giải bài. Phổ thông tin đủ đầy ý nghĩa, mẫu sẽ sai các vị thiên thần gia thần ủng hộ ân cần. Đồng theo độ sẽ xa gần thành tâm, được phúc lành tháng năm no ấm. Trên thiên đình ghi dấm phước ban, nội gia kẻ đó thanh nhàn, được thành pháp vinh quang muôn phần. Thanh long bạch hổ thần cúng dâng, phò tá người xứng đáng con lành. Từ tôn cho biết rõ rành trăng, 10 thập bát giáng sanh trần miền. Đến giờ ngõ kiên thiền kinh mẫu, chẳng có nên dời đổi thời gian. Sửu mùi thình tuất không an, đúng giờ nhất đến lập đàn trì kinh. Cầu lên mẹ thương tình cứu khổ, phụ điển linh phổ độ chúng sanh. Các con tự học tâm thành, được ban màu nhiệm phúc lành khắp nơi. Mẹ hiện thanh xuống đời tri chứng, phương hướng nào bền vững chí tâm. Thường hành minh mẫu diệu thâm, ngày đêm thành kính tháng năm thanh nhàn.
còn lo chi mùa màng chẳng trung, gia nào hay trì tụng kinh này, phước lành sẽ được hưởng ngay, thăng thiên đắc quả chẳng sai chẳng lầm, hưởng quý tế cao thâm lộc cả. Thọ hương đăng trà quả vinh sang, chân kinh của Đức Mẫu Hoàng gồm bao diệu lý lời vàng ngọc châu. Kinh Địa Mẫu đúng vào bậc nhất, chẳng tường phân ý thức suy tầm. Người đời còn bởi mê tâm chẳng, nên khinh dễ lỗi lầm tội mang. Ai tình ngộ lập đàn cúng kinh, thọ trì kinh nghiêm chỉnh cúng dường. Nạn tai nghiệp chướng lỡ vương, một ngàn muôn kiếp thoát đường trầm luân. Kinh Địa Mẫu thấm nhuần đạo lý, gắn cần chuyên nghiệm kỹ lời khuyên. Hằng ngày ròm rã khấn nguyện, được nhiều công đức tội liền tiêu tan. Kinh Mẫu hơn muôn ngàn kinh khác, ai chí tâm hiển đạt phúc lành. Rõ thông từng chữ hiểu rằng, người đó sẽ được mé danh hồng ân. Điển quyền linh xa gần chiếu tỏa, phóng hào quang khắp cả bầu trời. Thưởng người hiểu rõ từng lời tâm tư, kẻ đó sáng ngời minh châu. Ai thông đạt từng câu nghiệm kỳ, đã tri tường nghĩa lý diệu kinh. Có thể gội sạch tội mình, bao nhiêu nghiệp chướng oan tình tiêu tan. Như ai rõ từng hàng mẫu dài, qua nạn tai sắp xảy đến mình, lại còn hưởng được phước vinh tam tài lộc thọ hướng minh thanh nhàn. Nếu ai hiểu được toàn kinh quyền, thì đích danh mẫu chuyển điển quang, luôn được phước lộc bình an, đời đời kiếp kiếp mẹ ban phúc dày. Như nghe thuyết kinh này chẳng tường, lại bỏ qua không lượng tường tri, mà lòng chẳng khứng thọ trì, bị khép vào tội khinh khi Phật trời. Tội phỉ ban bao lời xúc phạm, lâm vào cảnh khóc thảm sầu than. Ngày ấy chẳng có kêu oan, phải đành dương tội gian nan ngục hình. Dân nước nào chẳng tin lời mầu, sẽ lâm vào bao nỗi thiết tha. Đại kiếp thủy hỏa phong ba thải, đều chết rồi đâu mà còn chi. Lòng mẫu tự nghĩ suy đau xiết, muốn hưu quỷ đại kiếp phong ba. Nạn thủy hỏa sắp xảy ra, thường cho sanh chúng phải xa cảnh sầu. Ngặt chung chẳng quay đầu trở lại, tuân theo lời mẫu dạy trong kinh. Mẹ muốn bỏ số tử sinh, vì thấy số phận chúng sinh chết nhiều. Mẹ tin mãi bao điều phương kê, chẳng đành lòng bỏ phế lãng ngơ. Tình thương vô bến vô bờ, làm sao cứu được con thơi trở về. Mẹ dùng trước màu phê sắc lên, phán phân rằng chỉ định thế này. Truyền thần thiên ác đến đây, chia làm hai phái lướt mây xuống trần. Người hung dữ ác thần dẫn dắt, nhập cùng chúng kẻ bất lương tâm.
độc ác tàn nhẫn đã dâm, chia ra tất cả chẳng lầm lộn chi, bậc hiền lương phượng phi quân tử. Thiện thần gom lại giữ một nơi, đưa vào chánh giác kịp thời, ngày đêm tu niệm quên đời gian nan. Chờ đến ngày hả màn chung cuộc, mẫu sẽ giải ra một cái chài. Dù cho thiện ác phân hai, tóm thâu tất cả một chài nhốt chung. Liên lụy kẻ tận trung hiếu thảo, người tu hành học đạo kinh tâm. Chừng đó mới thấy diệu thâm, mẫu từ sẽ chuyển huệ tâm trẻ lành. Được sống sót nhàn thanh đủ trí, biết tường phân chân lý đường tàn. Thiện gần ác lại tranh xa, từ đó các đạo mở ra khai quăng. Đồng xuôi lòng ăn năn quý tử, chánh đạo mẫu hội đủ đem về. Chẳng còn chia rẽ khen chế phân ra, nhiều mối khó bề tường phân. Hình tướng chài phép thần màu nhiệm, mẫu tả ra những điểm rất cần. Nhị thập bát tú phân thần, phủ về kinh bắc giác gần chánh nam. Còn phương hướng tây nam tây bắc, các vị thần giáp bạc mặt bóng bào, gồm 60 vị tài cao. Mẫu từ phán lệnh truyền trao lời vàng, tuân lời dạy thiên can 10 vị. Thập nhị thần đính chỉ địa chi, tất cả tinh tu các vị ủng hộ, hoàng đế thái vía hoàn toàn. Đức tự tôn mẫu hoàng điều khiển, thần lôi công lôi điện tam phương. Phân thân trân thủ phi thường, 64 quẻ tỏ tường diệu thâm. Hiện nguyên hình tay cầm binh khí, đứng vàng ra trực chỉ đó đây. Khắp trong thiên hạ đủ đầy, trận đồ của mẫu lập xây hạ miền. Cõi trời nam từ niên đinh lời, đến niên thân dậu mới thiệt rồi. Biết bao quyền bí nhiễm màu, tại nơi hạ giới tham sầu thiết tha. Mẫu từ bủa thiên la địa vòng, sức đại hùng giang đậm kinh hồn. Làm cho thiên ám địa hôn, thần sầu quỷ khóc giống tồn thảm thương. Còn tứ đại thiên dương tiếp lệnh, bốn cửa trận mẫu đỉnh trấn an. Tám vị thần lực kim cán, xông vào trận qua pháp đàn thần thông. Làm trời đất hư không yên ngà, nhật nguyệt tinh châu quả đạo xây. Cũng như trong chóng lằn quay thế, rồi lặng mất không ngày hiện ra. Mẫu thâu lại yên tà lăng mì, kẻ bất lương phải bị luật hình hô phong quang dọa. Lôi đình làm cho sóng nổ nước minh mông tràn, lửa dậy khắp dương gian nguy khổ. Trấn cuồng phong bão tố khắp vùng, mẫu tận diệt đưa bất trung. Xử người bất nghĩa chẳng dung tha nào, đến chừng đó vàng thao mới rõ. Mẫu thâu xong ngày đó bình an, nước rút sóng lặng gió tan. Sẽ thấy vũ trụ dương gian tươi nhuận,
chỉ còn người hiền lương sống sót, kẻ thiện lương được thoát khỏi dầm. Thế là mẫu dũng quyền công, diệu pháp qua biến thần thâm lẽ làng, kinh đô có sen vàng đua nở. Bốn phía vòng khắp ở thị thành, các con yêu thảo hiền lành, đến chừng khi đó mẫu danh hồng ân được đổi xác kim thân bất hoại, chẳng tử sanh thoát khỏi nghiệp duyên. Chứng đặng đại la thiên tiên thiên, bởi nhờ công cố gắng tu hiền thành công. Hỏi ban đào thưởng đồng tất cả, các con nào đắc quả giữ vào. Thế rồi vĩnh viễn về sau, chẳng còn chuyện kiếp khổ đau trần miền. Chúng con được niên niên bất tử, khoái lạc tiêu diêu ngữ cảnh nhàn, giống cảnh diêu điển mẫu hoàng, luôn hưởng thọ phước kia an cửu trường. Phật mẫu ngữ trên thượng tầng coi, hoằng khai dưỡng nhân loại bảo toàn. Hết lòng quảng đại sắc son, quá sanh dạy dỗ các con phản hồi. Nam mô vô thượng hư không địa, mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không địa, mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không địa, mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Con kính lại địa mẫu đấng tối cao vô thượng, đã giáng lâm phù hộ thế gian này. Với anh linh cùng đức độ cao dày, công tế thế an ban danh còn đường. Con kính lại địa mẫu ân độ sanh vô lượng, ân bảo trì cứu tử lại vô biên. Mẹ của nhân gian, mẹ thánh mẹ hiền, hàng Phật tử chúng con nguyện ghi mãi. Con kính lại địa mẫu đấng mẫu nghi tứ hải, danh gian lần khắp cả nước non tiên. Xuống trần gian làm Phật mẫu mẹ hiền, để cứu độ chúng sanh cơn hoạn nạn. Con kính lại địa mẫu đấng anh linh vô hạn, xin mẹ ban phép lạ cứu trần gian. Đang sống trong nghiệp chướng chúng trần hoàng, xin tế độ cho muôn loài hết khổ. Con kính lại địa mẫu xin mẹ ban ân lành, cho Việt Nam Phật giáo thịnh hành, được tôn nghiêm màu nhiệm giới viên thành. Cho con mẹ bốn phương đều kính mẹ. Ngủ canh từ canh một nhìn trần lễ tuôn rơi, chúng đàn khổ lụy nạn tơi bời. Nên lo tu tình này con giải lại, mẹ nguyện cầu bể khổ vơi. Canh hai điển lực rải mọi nơi, thiện nhân tu tình được thành thơi. Sao không cố gắng tu trì vậy, thương xót con mẹ chẳng nghỉ ngơi.
cánh ba lũy mẹ nhỏ tràn trề hết lời kêu gọi con tỉnh mê. Cuộc đời say đắm đường vật chất chôn lấp linh quang cạn lối về. Cứu vớt cuộc đời giấc nam kha cảnh tư đẫm lệ cõi ta bà. Điện linh ban xuống lời từ ái kêu gọi thiện nhân nhu mẹ già. Cánh năm trầm ngâm suy diệu quyền bốn bộ ban quyền diệu dứt quán khiên. Thiện nhân cứu vớt tu hành dậy di lặc quái linh dạy chư hiền. Nam mô vô cực thiện tôn diêu trì hoàng mẫu vô lượng từ tôn đại từ tôn a di đà phật. Phần sám cơ trời chẳng dám lầu ra, mẹ thời thương trẻ xót xa trong lòng. Cho nên lòng mẹ trực hồng khoanh khuya, mẹ đến tỏ trong sự tình. Nếu mà ngồi để làm thinh, con ngồi lớn bé khôn mình về sau. Thấy trong đà trời đỉnh quặng đau, con ngôi não nổ mẹ vào tâu sinh. Muộn trong thanh đế thượng đình, thứ dung trần tục tôi xin phen này. Tôi nguyện đổ hết xưa nay, bao giờ về hết trên thái sửa đời. Mẹ thương con dạy con ơi, nếu không có mẹ thời trời chẳng dung. Con ngôi lòng mẹ khôn cùng, thương con trần thế khắp chúng bầu trời. Phải xưa con trẻ nghe lời mẹ đem về hết thành thời an nhàn. Có đâu trần tục chẳng an nếu nay, thời đau ốm mãi mang tật nguyền, chết rồi đó lạc diêm thiên. Luân hồi sao thủ lũy miền u đô, con ngôi lòng mẹ hiếu khô cũng vì thương trẻ mẹ vô chốn này. Một giải tật bệnh con nay, tiêu trừ đau ốm đắng ngày an vui. Hai giải nông nải thuận xuôi, hàng thấp phong chứng hết rồi hân hoan. Canh chày mẹ kịp lên đường giả, con ở lại mẹ sáng Tây Đình. Sám đĩa màu ngày ngày lòng mẹ bấn khuân, cũng vì thương xót nơi chung bụi trần. Nỡ nào xây mặt sắp lưng, liêu chiều con đỏ mẹ đành xiết than. Trời cho quay nổ sấm vang, nếu không có mẹ ắt tàn chúng con. Bởi nên mẹ trách phiền con, công mẹ sanh sản chẳng còn tiếc chi. Con sao bát nghĩa chẳng ghi, nhờ ơn tạo quá chút vì công danh. Nếu như mẹ giận bỏ đành, thì con đâu đặng nên danh cuộc đời. Ngày ngày ăn uống vui chơi, chớ hề con niệm đĩa thời mẫu đây. Muốn nên kiện vật tạo gây, muốn độ con trẻ phải bài dỗ khuyên. Đôi lời mẹ nhắc con ghi, ngày nào kêu mẹ mẹ liền dắt con. Trần gian tâm tối mịt mù, con ơi nghe mẹ thẳng đường con đi. Những lời mẹ đã tiên tri, ngày nào đáy hồi. Con thì gặp cha ít lời kiếm khẩu thuyết ra dương gian. Con ngủ mẹ mà thượng thiên. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu, vô lượng đại từ
Tôn A Di Đà Phật. Đưa Điện Mẹ hồi cung trước hương đăng trà quả lễ kính thành con bái tạ mẫu nghi. Mẹ là đại đức từ bi vì thương con dạy mới đi xuống trần. Lời châu ngọc mẹ ân cần giải biểu, tiên đã vàng con mới hiểu thiên cơ. Dắt con chỉ bến chỉ bờ, lo tu trọn đạo đặng nhờ thiên liên. Này các con quyết tâm chỉ tình, giữ một lòng nhẫn nhịn lo tu. Giờ này là tuyết âm u, điển linh mẹ giang xuống trần độ con. Nên con mới biết cung soi bờ bên, đầm cùng nhau dắt đến trường thi. Gia trang sắp đặt an bài, thanh thanh trà quá quả lễ bài kính dân. Còn lớn bé chúc mừng hoàng mẫu, cầu phước giữ cho Nam Việt cửu ngôi. Giờ này cầu nguyện đã rồi, lại đứa Đức Mẹ phản hồi thiên ngơ cung. Quy Phật mẫu cứu trần thế, nguyện xin phước đức dung bồi chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí huệ biết đường Phật tiên. Quy Pháp là phương giải thoát, điển quyền linh bủa khắp trần gian. Sửa tâm chứng đắc kịp thời, linh căn mẹ điểm hội kỳ long hoa. Quý tăng nhân truyền mẫu dạy, phải ăn chay với luật nghiêm trang. Hữu hình gia tạm luân hồi, thành tâm khẩn nguyện đức mẫu từ. Trên khói hương này kim mẫu ngự, cảm ứng chứng minh tất lòng thành. Khai đuốc huệ tâm đăng tỏ sáng, trăm ngàn muôn kiếp dễ gặp mờ đâu. Hạ Nguyên Kỳ Bá Long Hoa hồi, mẹ ban điện lành mới rõ thông. Nam mô vô thường hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Sám kinh địa mẫu dân đăng, dân đúc thiên thần tâm kính mẫu. Ngọn linh đăng soi thấu mười phương, điện quang tỏa sang chiều dương. Cầu xin từ mẫu Tây Phương chứng đàn,
mẹ giang thế độ an non nước ngơ chuyện quyền linh ban phước vàng dân nguồn thương sầu đồng bấn khuân nhìn đăng lòng tưởng mẹ gần bên con xưa mẫu ngự chim loan tại miếu tình thiếm tây quyền diệu ứng linh búc cơ mẹ thảo tâm kinh lời châu chép lại tâm tình mẫu thương nhìn biển cả trùng dương nước biết ngơ tiếng khổ sầu tha thiết lòng đau mẹ trong từng lượng sóng ào bao nhiêu sóng lượng nghẹn ngào bấy nhiêu cảnh dương trần gặp nhiều gian khổ mẹ sáng khai quá độ khắp nơi núi sông dù trụ đất trời chính do hoàng mẫu tạo đời an vui con trẻ nguyện sớm chiều tu niệm ngày lần đêm lo kiếm hành con dân đăng mẹ chứng lòng son vạn dân ba tanh nước non thanh bình nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh dân hương ngày kỷ niệm trăng mười thập bát gió đông về ngào ngạt nguồn thương chốn trần tre dài dân hương thỉnh cầu từ mẫu tây phương chứng đàn dân nén hương lời vàng cung kính tiên trẻ thơ nguyện thỉnh mẹ hiền lại cầu vọng thấu cung tiên nơi tây dương mẫu diệu quyền chứng minh mẹ thương con thâm tình muôn thuở đạo hoằng khai truyền mở khắp nơi gắng tu thoát tục xa đời quê tiên chốn cũ là nơi trở về nhìn quang cảnh sơn khê non nước cõi giới ba hưởng phước mẹ ban chính do hoàng mẫu chỉnh an độ cho sanh chúng một đàn chánh tu làng khói bạc ngút mù bay tòa tâm hương thành hiện rõ diêu cung đại hương mẹ ngự không trung thức tâm kẻ thế xoay chung gương hiền tam nhật mẫu có xiên bái mẫu tiếng chuông ngân gợi nỗi nhớ thương con quỳ dân nén tâm hương lại mẹ phụ đức thập phương an lành nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh dân trầm nhìn làng khói trầm hương bái toàn
nhớ mẫu hiền lễ nhỏ dòng châu, đàn con tha thiết nguyện cầu mẫu từ phủ điện nhiễm màu chứng minh. Chúng trần miền cung nghinh đại lễ, kỷ niệm ngày giáng thế từ tôn. Thương tận mẹ phủ càng khôn, truyền khai hoằng đạo pháp môn hạnh từ. Đọc kinh mẫu lòng như sao xiên, gửi tâm thành thâm viên mẫu thân. Chuông chùa vang tiếng xa ngân, chậm lòng con trẻ tuôn dần lệ xa. Khói hương trầm thiết tha theo gió, án mây lành hiện rõ quyền vi. Con nguyện kiếp kiếp tu trì nương về theo bóng từ bi mẫu hoàng. Cầu lên mẹ chinh an non nước, điện mẫu từ ban phước chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí huệ phước lành mẹ ban. Tâm chánh giác đạo vàng rực rỡ, hạt bồ đề nay nở từng cây. Am tiền nối nghiệp thang mây, điển thiên mẹ chứng nhật nai kính đàn. Nam mô vô thượng hư không địa, mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Dân hoa hoa tươi thâm kính dân từ mẫu, gió hương lành nhẹ thổi mười phương. Dập đầu lại mẹ xót thương, chứng lòng con trẻ cúng dường dân hoa. Lời vang cầu thiết tha ai oán ngơ, chúng dường trần tở án phù dân. Chúng sanh đau khổ vô ngần, thành tâm lại mẹ gọi lần tội xưa. Ngày kỷ mẫu sớm trưa bái mẫu, tiếng chân thành vọng thấu diêu cung. Gắn tu nội chi ba tùng bồ đề, hành nguyện thơm chung hương lành. Điện quyền linh phủ quanh bao khắp, nhớ mẫu hiền con chấp tay cầu. Lại mẹ độ hết năm châu, cầu xin sanh chung sớm hầu diệu cung. Người chung thể hiếu trung chọn giữ, hội long hoa mẫu tử tương phùng. Hương lạnh thơm ngát lạ lùng, bồ đề rộ nở tại cung diêu trì. Quả thơm ngát con quỳ dân lễ, lại mẫu thượng gian thế chứng minh. Tay ngà dân đóa hoa xinh, thỉnh cầu mẹ giáng điển linh chứng đàn. Nam mô vô thượng hư không địa, mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Dân hòa quả tươi xanh, tâm thành cung kình. Tiếng trẻ khờ nguyện thỉnh từ tôn,
điện linh phủ khắp càn khôn, chuyện khai đại đạo tiếng đồng vang xa. Tụng kinh mẫu gia gia an ổn, mẹ giáng trần hỗn độn sơ khai. Lời châu ghi lại trần ai, là do huyết mạch phi tài từ tôn. Quái linh mẫu bao gồm vũ trụ, dưỡng nuôi con hấp thụ điện thiên. Phước tài lộc mới thọ triền miên, dân lành nước thành nhà yên thanh bình. Tam nhật mẫu trì kinh địa mẫu, chúng sanh đều số đổi nhàn thanh. Mùa màng sung túc tươi xanh, quả hoa thơm ngát hương lành từ bi. Thâm ân mẹ khắc ghi kinh sử, kỷ niệm ngày mẹ ngự không trung. Dập đầu bái tạ vương cung, độ an sanh chúng tao phùng long hoa. Kinh lại mẫu thiết tha lời trẻ, dân quả tươi thịnh mẹ chứng tri. Dập đầu lại đức diêu trì, điển linh mẹ phụ cứu nguy dân lành. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu, dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Dân thủy cung kình, dân thủy thanh thôn ngát, nhớ trăng mười thập bát hằng niên. Đúng ngày gian thế mẫu hiền, thủy thanh bát ngọc khẩn nguyện cung nghinh. Đàn con trẻ quỳ xin mẹ chứng, độ dân lành bền vững tâm tu. Sơn khê rạo bước ngao du, vào nơi biển thánh rừng như tu hiền. Dân thủy thơm kiền thiền dòng bay, điện mẫu từ phụ rải khắp nơi. Mẹ thương dưỡng dục khuyên đời, ngự nơi thượng cõi ban lời ngọc châu. Mẹ truyền pháp nhiễm màu phản chiếu, cứu đàn con tận hiếu tận trung. Nguồn thương mẹ phủ ngàn trùng, xuôi lòng ngào ngạt bán chúng con lành. Chính mẹ tạo son non sông xanh tươi thắm, biển sông sâu thắm thầm trùng khơi. Hoàng khai đại đạo khắp nơi, kể từ vô thị đến đời hậu thiên. Tâm kinh mẫu lời khuyên lai láng ngơ, điển quyền linh tỏa sáng mười phương. Tay dân bát ngọc trà hương, thành tâm lại mẹ xót thương chứng đàn. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu, dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Sam kinh địa mẫu, địa mẫu kinh phụ hấn trung, nơi quyển thành cổ tỉnh thiểm tây miêu cổ ứng linh.
thượng tận tỏa ánh quang minh, chim loan mẫu ngữ truyền kinh răng đời, kiếm ngôn mẹ đây lời mạch quyết. Đức từ tôn tha thiết khuyên con, hiếu trung giữ vẹn cho tròn mẹ hiền điện bảo toàn chúng sanh. Tam nhật mẫu tâm thành kính mẫu, tâm lòng son vọng thấu diêu cung. Gia gia sum họp trùng phùng dân an quốc thời hưởng chung thanh bình. Mùa màng được tươi xinh sung túc, mẹ độ con từng phút từng giây. Núi sông vũ trụ đó đây, chính vô hoàng mẫu vững gầy tạo nên. Linh điện mẹ dưới trên phân rò, tâm chân kinh mẹ tỏ lời châu. Hoàng khai đại đạo nhiễm màu, hoa xanh bốn biển năm châu tươi nhường. Phật mẫu ngữ thượng tầng độ thế, điện chân linh phước huệ rải ban. Tâm kinh mẫu dạy rõ ràng, con lành hiếu thảo đảng càng cung nghinh. Phước lộc thọ hiển vinh do màu, trọn đủ thời kỳ mẫu hàng niên. Dân an nước thành nhà yên lời châu, mẫu dạy gắn chuyên tu trì. Thơ ngâm diệu quyền vì cơ bút, mẹ truyền kinh dưỡng dục chúng sanh. Xưa vua bàn cổ phong danh, diêu trì Phật mẫu hóa sanh muôn loài. Chân linh mẫu xét soi vũ trụ, điện âm dương kết tổ anh nhi. Thượng tận mẫu ngự phương phi, phân ra thiên địa trị vì chúng sanh. Địa mẫu truyền chân kinh tâm quyết, khí âm dương hội hiệp cùng nhau. Mưa hòa gió thuận tươi màu, hoa xanh nhân loại ngạt ngào chân thân. Vậy ai mới bước lần đường đầu, phải giữ lòng hiếu thảo trì kinh. Lời châu mẹ dạy quyền linh, hoàng thiên xá tội hiển vinh thanh nhàn. Lời cầu lên mẹ bảo toàn sanh chung, độ nhân sanh giữ đúng hành tiên. Từ đây thiên địa phân riêng, âm dương chân khí linh nguyên chẳng rời. Nhật nguyệt tinh phương trời sáng tỏa, mấy quyền di hiện rõ thần thông. Mẹ phân Nam Bắc Tây Đông, bốn phương tam hướng bao dòng càng khôn. Điện thiên mẹ bảo tồn vĩnh cửu, chúng trung ương mẹ thu địa châu. Linh quang chiếu sáng nhiệm màu, thiên tiên bảo dưỡng gồm thấu nhân lành. Phu quân mẫu trường sanh bất lão, tài cao minh sáng tạo quyền di. Thiên lũng địa á diệu kỳ, tri âm phối hợp phục quý diêu đài.
thiên địa lập âm lai dương khứ, khi thần giáo gìn giữ điển linh. Đất trời do tạo hóa sinh, pháp luân thuần chuyển siêu hình căn nguyên. Chính mẹ tạo tôi hiền chúa thánh, phụ điển linh chân tánh tâm thanh. Chẳng ngừng quá quá sanh sanh, thiên can thường chuyển dẫn hành địa chi. Thần giới khi tựu thì thai thánh, mẹ cưu mang cánh cánh thập niên. Tình thâm mẫu tử thiên liên, mười thu đúng nhật chia riêng quẻ hào. Trong bát quái phân vào tam hương, tám quẻ do mỗi hướng định ra. Sáu hào một quẻ đó là ba trăm tám bốn tẻ ra các hào. Trúc cơ mãn nguyện vào giờ đúng, thập niên trường chuyển dụng thánh thai. Minh quân xuất thế trần ai, sao vì thiên tử phi tài quyền quang. Mẹ phán vua thiên hoàng con trưởng, đến địa hoàng mẹ thượng thứ hai. Nhân hoàng tam đệ thiên tài, còn ba vị nữa phân rài sau đây. Vua hợp phục hy ngài hay biên qua. Bác quái phân phát hòa hiện linh, chỉ rành tam hướng thinh thinh âm dương vũ trụ quang minh phân bài. Vua thần nông phi cà tài ngũ cốc, sắc lệnh gieo châu ngọc khắp nơi. Đó là hạt giống của trời sanh ra, lúa gạo giúp đời an khang. Vua hiền viên tạo ban y phục, đêm ấm no hạnh phúc vạn dân. Lưu truyền cơm máu chúng trần, để cho người thế tâm thân thanh nhàn. Vũ trụ do mẫu hoàng xuất phát, mẫu tạo ra Bồ Tát thần tiên. Thượng tầng bao phủ điển thiên, chẳng rời ra khỏi xa khỏi mẫu hiền dưỡng sanh. Nhìn biển cả trời thanh nước biếc, khắp bốn mùa tâm tiết trở xây. Gió ngàn tỏa lượng tầng mây, hoa sanh nhân loại cỏ cây thú cầm. Có ngũ nhạc bóng trầm ngân trồi, khắp muôn nước từ mẫu dưỡng sanh. Các đời dương đế đại danh, từ trong thân mẫu trưởng thành mà ra. Danh lam có năm tòa thắng cành, chốn lâm sơn tuyết lạnh sương rơi. Có cây cổ thụ sống đời sắc, dân tâm họ do nơi mẫu thành. Nằm giống lúa tươi xanh dung dường, sao thứ gạo dành thưởng nhân sinh. Nhân dân no ấm hiền vinh, sống nhờ điển mẹ quyền linh phú đầy. Khi lìa thế gửi thấy thân mẫu, sự hóa sanh dời đổi vô thường. Thân mẹ là chỗ tựa nương, tự tôn địa mẫu nguồn thương ngập
trang nào châu quận thôn làng tỉnh quyền. Kìa lâu đài cung điện nguy nga, am chùa quan xa lập ra hiền thần tiên thánh mẹ đã thương phân. Chư Phật đắc kim thân do mẫu, cả trân châu ngọc bửu đó đây. Thiếu chi kẻ ước việc này lầm tham, mơ tưởng mấy ai đạt thành. Loại kim khí bạc vàng quý báu, tất cả do mẫu tạo xuất ra. Dương hầu vạn quốc gia gia, cũng do lệnh mẹ ban ra tôn sùng. Người chốn thế hiếu trung hưởng phước, bao quyền linh sao trước mẹ ban. Dân an quốc thới thanh nhàn, để dương cung thịnh mẫu hoàng từ tôn. Nước nào bị dập dồn chinh chiến, cũng do nơi mẫu chuyển phạt hành. Vậy ai nào biết đến danh quyền linh quan điển mẹ dành đó đây. Có tạo lạnh the đầy lúa dày, cùng quả hoa rau cải trái cây. Nào là chua ngọt đắng cay lúa ăn, thuốc uống rừng cây ai tường. Hành ớt hẻ gừng đường tiêu tỏi, khắp nhân sinh ai khỏi bệnh đâu. Hoa sanh linh dược nhiễm màu cao, lương mỹ vị thiếu đâu vật nào. Lại có dâm chanh dầu tương muối, suối nào bằng nguồn suối tình thương. Mẹ ban trăm vạn mùi hương, lão tâm tổn quyết đoạn trường vì con. Công lao mẹ bút son khó tả, tình bao la biển cả khó hơn. Khổ đau từ mẫu chẳng sờn nở nào, quên dứt nghĩa ơn cho đành. Vật ăn uống mẹ dành con đó, sản phẩm do mẹ quá tạo ra. Cân đai áo mạo phù hoa, bát tiền vật dụng hiến ra hàng ngày. Mẹ chẳng thấy một ai lòng tường, thân mẫu sanh ban thường khắp nơi. Vật chi chẳng sót trên đời, mẫu không nghe có một lời nhớ thương. Trong vũ trụ tuần hoàn tạo hóa, do mẫu sanh ra qua địa cầu. Biến dành sao ngã luân hồi, biết bao sáng vật qua màu tốt xinh. Kẻ thấy đâu rõ tình thâm mẫu, dù hoàng thiên khó nổi sánh hơn. Trên trời mưa đổ từng cơn, dưới đất mẹ quá quyện chơn phép màu. Dòng mưa tuôn ngọt ngào cam lồ, ngũ cốc dành quá độ nhân sanh. Cỏ cây tươi tốt hương thanh, địa châu thấm ngọt mưa lành phì nhiêu. Chính hơi nước thấu nhiều mạch huyết,
bao tinh di sương tuyết giá băng, đài mây gồm tửu phù văn gặp luồng quang điện biến tan mây liền. Mưa tuôn xuống trần miền tỏa khắp, mơ cũ rầm kia trốn nắp ngàn sông. Lánh phần dẫn chuyển gió giông, mẹ truyền quán võ hô phong ứng hầu. Cụ rồng ở xứ nào chẳng có, ẩn biển sâu làm gió chuyển mây. Đều do lệnh mẹ phán bài, ở trên chiếu triệu dám rài cãi đâu. Muôn thu vẫn nằm sâu lòng đất, mẹ dưỡng nuôi âm chất hoàng khai. Nhóc nhằn nào quán đắng cay, điển quán quyền diệu đêm ngày dưỡng sanh. Chôn dương trần con lành tỏa hương, bao nhiệm màu mẹ thương hồng ân. Tất cả do lệnh mẫu phân công, vậy chẳng thấy người trần ghi tâm. Mẹ thương con giả thầm đau thắt, chẳng bao giờ nhắm mắt nghĩ đâu. Điện quang nếu mẹ rút thâu, càng khôn vũ trụ địa cầu tiêu tan. Khi cả ngao trở ngang dùng dày, thiên địa đành chịu phải ra đôi. Dương trần như thể bèo trôi, cảnh đời trong rộng thắm sầu nạn tay. Ngoài càng khôn Như Lai tạm ẩn, chư Bồ Tát tàn lẫn biệt tinh. Từ vua chúa đến quân binh, sẽ đều tận diệt nhân sinh điêu tàn. Phương hướng đành tiêu tan tất cả, như ở trong lò quả bị thiêu. Muốn loài vạn vật bao nhiêu, phải đành chịu cảnh quạnh hiu khổ sầu. Mẹ phán truyền lời châu cao quý, ai sưu tầm diệu lý quang minh. Tâm thành khảo sát chân kinh, thọ trì giảng nói chúng sinh hiểu rành. Từ tôn chiêu điển lành ban phước, sắc lệnh phế người được hiển vinh. Phi tài quyền diệu cao minh, mẫu từ gian bút với ngọc linh chi truyền. Nhập vào tâm kẻ hiền sang suốt, chân khí như anh đuốc thiên nhiên. Mẫu cho phản bổn quần nguyên, chân thần đúng ngoạc xuất liền chẳng sai. Tinh khí hiệp cho ai dưỡng tánh, gắn tâm tu hưởng cảnh thượng đài. Khai tâm trung chuyển đạo ngay lý, chân thông hiểu chớ rài bỏ qua. Cần quán tưởng sâu xa kinh màu, chớ khoe tài nóng nổi mà chi. Chân kinh lệnh mẹ khó bì, quần thần văn võ chẳng khi lợi vàng. Đại từ tôn mẫu hoàng cao cả, ân đức dày dông ngã đành sao. Tạo nhân mặt khách anh hào, nông thương công sĩ nỡ nào lãng ngơ. Không đền đáp tôn thờ cung kính, nở vô tâm chẳng kính mẫu hiền.
thâm sâu nghĩa cả thiên liêng, đành lòng bội bạc chân truyền lời châu. Chánh pháp đạo nhiễm màu ai rò, giả đò như chẳng tỏ ngộ chi. Phụ ân từ mẫu diêu trì đọa đài, muôn kiếp chẳng thì tái sanh. Muôn biết rõ tánh danh Phật màu, hãy lắng nghe lời mẫu phân rành. Lão bà hỗn độn quá sanh, thuở còn mù mịt trược thanh chưa tường. Thiên địa chia âm dương chân khí, thập nhị muôn niên kỷ giáng lâm. Tuổi thọ 9.600 năm, thời gian xuất thế khổ tâm nhọc nhằn. Muôn ngàn năm khuyên răng dạy dỗ, ngài biệt ly diệt độ chẳng ngờ. Mẫu hoàng từ giả con thơ, qua thân chấp nhoáng phút giờ chia tay. Hư không ngự mây đài thượng còi, điện quang minh chiếu rọi khắp nơi. Quyền di biến hóa chuyển đời, truyền kinh châu ngọc bao lời thiết tha. Chẳng thấy ai lệ xa nhớ màu, chốn trường giang gợi nỗi nhớ thương. Ngự thuyền lướt sóng trùng dương, nào ai để giả vấn vương lòng sầu. Mẹ thương con chẳng câu phiền trách, lòng ước mong quyết mạch trùng phùng. Sớm về điện ngọc diêu cung, con lành cố gắng hiếu trung tu hiền. Hội ti sửu khai thiên tịch địa, giảng sự thành hiếu nghĩa di tiên. Chân kinh Phật mẫu diệu quyền, hơn 180 câu khuyên răn đời. Mỗi câu mỗi ý lời mẹ thuyết, cùng từ nguồn mạch quyết chảy ra. Gồm bao lời ngọc thiết tha, chẳng phải lầm lạc đâu mà ngờ nghi. Khắp gia gia đều trì niệm mày, thì mùa màng cây trái hoàng say. Ấm nó hướng lạc trần ái, cuộc đời chẳng bị nạn tai dập dồn. Điểm quan mẹ bảo tồn trường cửu, độ con thơ hội đủ diêu cung. Nếu ai chẳng tin bất tùng, mà mùa màng ruộng rẫy sâu trùng bỏ ăn. Cuộc sống đành khó khăn đau khổ, nhân sinh lâm vào chỗ hiểm nguy. Không mong sống sót được vì đại kiếp, thủy hỏa phong phi ngập tràn. Đại từ tôn mẫu hoàng cho biết, đúng trăng mười vào tiết trời đông. Mẫu từ xuất hiện thần thông, vào ngày thập bát trăng hồng giáng sinh. Mẹ phụ hết điện linh hoàng đại, tâm quyết thư để lại chân kinh. Kim ngôn siêu thoát hoàng minh, từ tôn bảo dưỡng chúng sinh an toàn. Là con hiếu đàn tràng cung kình, mỗi hằng niên nguyện thỉnh mẫu từ. Đúng ngày thập bát trăng mười, gia gia tụng niệm người người trì kinh.
Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Địa mẫu chân kinh phần tiếp theo lại nữa. Đúng ngày thập bát căn mười gia gia tụng niệm người người trì kinh. Lập đại lễ hóa sinh trà quả dân hương đăng tất cả khiết tinh. Cùng nhau hội hiệp trì kinh sớ dân từ mẫu chứng minh con lành. Nếu như có những danh hiền sĩ truyền ba kinh nghĩa lý đủ đầy, tự tôn đại thọ ân dày, cháu con hiền sĩ từ đây quy hoàng. Hưởng lộc thọ vinh quang phú quý, hạng phu nhân bần sĩ hiền thần. Truyền kinh phổ biến xa gần, gia gia vui hưởng muôn phần ấm no. Mẫu hứa sẽ ban cho con thầu năm trai lành kế tạo lửa hương, hai gái hiếu đạo thuần lương đời đời nối dõi tổ đường tông môn. Nam nữ nào sùng tôn kính mẫu, kính lễ ngài kỷ mẫu thành tâm. Mẹ ban phước lộc cao thâm thiên xuân vạn đại hưởng âm đức dày. Sư phương nào hằng ngày cung vía, đang trang cầu bốn phía an ninh. Bảo toàn tánh mạng chúng sinh mẫu hoàng phụ điện ưng linh lợi nguyện. Quốc dân nào kiên thiền dẫm bay, thọ trì kinh nhớ mãi thâm ân. Mẫu từ cho xuất thánh nhân, thông minh xuất chúng muôn phần quyền linh. Công đức mẫu vô hình khó tả, dù lâm sơn biển cả khó hơn. Ai mà đáp nghĩa đền ơn phải sùng ám tự hòa sơn thương hình. Rồi dâng lên hương linh thờ phượng, tạo lập thành tâm tưởng bái tôn. Diêu trì Phật mẹ linh hồn hiếu tự làm đặng y ngôn kim truyền. Mẹ sẽ nhận con hiền dấu thầu, gắng sức xây tái tạo mau đi. Tùy gia phương tiện hữu gì chẳng cần tiền bạc nhiều chí đâu nào. Mẫu chứng lòng thành cao tâm hầu, sẽ ghi con tên thảo danh đề. Thẻ ngọc mẹ chuyển bút phê, tâm phàm phủi sạch trở về diêu cung. Bởi vì con tận trung tận hiếu, đắc quả cao cửu khiếu khai minh. Con hiền thọ hướng trường sinh, nhờ lòng quảng đại quang minh tâm thành.
mẹ sắc tử phong danh muôn thuở, chánh quả thành giúp nở trần ai. Ban cho cửu phẩm liên đài, trung ương thượng quốc về ngay đền vàng. Thành đại la kim trang quy bao, phú phụ đồng đắc đạo kim thân. Mẹ ban thọ hưởng hồng ân lưu, danh bửu điện muôn phần vẻ vang. Đức từ tôn mẫu hoàng bảo dường, trải hết tâm vô lượng vô biên. Ngự nơi cõi thượng thiên liên độ, cho quốc thời dân yên thanh bình. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu, dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Địa mẫu diệu kinh, Phật mẫu tuy vô hình vô tướng. Mẹ cầm quyền phạt thương nhân sinh, ban ra lời ngọc chân kinh khảo sát. Địa lý khai minh địa cầu, thuở hỗn độn một bầu không khí. Còn mịt mù vô thị biết đâu, Phật mẫu đơn ngữ đó rồi phân ra. Thiên địa hoàn cầu chuyển xoay, mẹ đứng ra làm thầy trước nhất. Đạo quần khai lời thật quyền linh, phổ thông truyền bá chân kinh. Phán bài phong tục nhân sinh sáng ngời, chúng phàm trần đến đời quân hạ. Mẹ giáng cơ bút tả chân kinh, ai truyền ân tâm phổ in. Mẫu hoàng bảo hộ khương ninh cửu trường, người nào đầy lòng thương tiếp dần. Giúp chúng sanh ngộ nhận đạo chân, dựng đời thánh trị thượng quân. Hết lòng chỉ giáo linh nhân tỏ tường, khắp thế giới thập phương cung kình. Ráng niệm trì nguyện thánh lời châu, đắc thành sở nguyện mong cầu vậy. Mà chẳng thấy người nào lưu tâm, hoặc gia gia tháng năm ghi nhớ. Lưu truyền kinh từ thuở ban hành, kẻ nào tụng niệm chân thành. Thanh tiên đắc đạo rạng danh lâu rồi, ai chẳng tin bất cầu ác cảm. Chế bay rằng mờ ám không tùng, mà đến khi nào lúc lâm chung hồn linh. Kẻ ấy vô cùng khổ đau, ngục a tỳ xa vào miên viền. Đọa đài người lâm tiên dễ khinh, sanh lòng nhạo ban ly kinh. Tội như biển cả mong minh thắm sầu, gây nhiều lỗi thâm sâu đại hải. Mẹ chẳng phiền trai phải trái chi đâu, xếp ra khắp cả quảng cầu. Đều do linh mẹ pháp màu chuyển ra, mẹ thương con vì tha tất cả. Nào thấy ai để giả xót thương, đắng cay khổ nhọc ai tường rõ. Thông nỗi khổ đoạn trường biết bao, trang nữ kiệt anh hào chi hiu. Bố cáo cho người hiểu rõ ràng, đứng ra giải đáp lời vàng. Cho người trần thế dương gian tri tường, khắp thiên hạ thập
phương chúng cần. Nạn thiên tai phải quạnh hiu sầu, dập dồn nhiều cảnh khổ đau quả tai trước mắt cánh đâu bây giờ. Mẹ thương con đề thơ phân tò, lại chẳng nghe ghi rõ lời dâu. Cuộc đời thế sự bể dâu, mẹ đã tường tận đoán rồi tiên tri. Dù khó khăn việc chi nguy khôn, mẹ bình trị chỉnh đốn khắp nơi. Phán truyền bày tỏ bao lời quá sanh, hoằng đạo cái đời dưỡng sanh. Phật mẫu có phân rành tất cả, 72 vị đã lãnh phần. Đương kim hành sự xa gần, vị nào cũng có thánh thân hợp chung. Duy mình mẫu chẳng cùng ai cả, khắp ở trong thiên hạ xứ nào. Lập chùa táo miếu đền cao phụng thờ, thần thánh ra vào cung nghinh. Còn mẫu đây riêng mình ai nhớ, đến tánh danh cũng chớ tường tri. Cõi trần chẳng có chi chi, một ngôi miếu nhỏ vậy thì cũng không. Bởi chúng sanh bát lòng chẳng nghi, nên cam đành khổ lụy sầu bi. Quanh năm bao cảnh loạn lý, trời mưa không thuận đất thì không sanh. Mẹ thương con chẳng đành đoán dứt, tình thiêng liêng bút mực ghi rằng. Các con lớn nhỏ nghe chăng, thọ trì kính mẫu khó khăn cũng lành. Khắp nhân sinh đều hành tâm đạo, giúp cho đời cải tạo ăn năn. Chẳng luận cao thấp ngang bằng, dù cho trẻ nhỏ lòng hằng trì kinh. 9 tuổi biết cung nghinh đọc tùng, điển quyền di hữu dụng mẹ ban. Cốt nhục xa cách lạc đàn, mẹ cho tái hợp bình an sum vầy. Vui trong cảnh bao ngày cách biệt, dù chia cũng hiệp cùng nhau. Không phân hai bậc thấp cao, ai ai cũng được truyền trao kinh này. Khắp non nước Đông Tây Nam Bắc, phổ biến kinh để nhắc nhở lòng. Thập phương ba tánh rõ thông, nếu chẳng khứng thọ chắc không sanh tồn. Bao nguy khổ dập dồn đau xiết, nạn thiên tai thủy kiệt sơn băng. Chúng sanh ngã gục nhào lăn lâm, dòng đại nạn thoát chẳng được nào. Hiện bây giờ ốm đau bệnh tật, sanh ra nhiều chứng thật gớm ghê. Khắp trong tất cả thành quê thái, đều thọ nạn ế chạy khổ thân. Bị nắng hạn mưa dầm ngập hết, thổ sản này ngã chết chẳng còn. Đói lòng quằn quại các con, dạy khuyên ráng nhớ lời son mẫu từ. Mẹ khuyên con tâm thư lời cuối, gắn tâm tu thông suốt lý kinh. Truyền trao giải nghĩa phổ in, cho người trì tụng hiểu kinh kịp thời.
chúng con sẽ thấy đời hết khổ, nội trăm năm phổ độ đầu tiên. Mưa hoa gió thuận khắp miền, mùa màng sung túc thấy liền chẳng sai, còn như đáo lễ ngày kỷ mầu. Lập đàn tràng bái mẫu trì kinh, dân đèn sáp thiệt quang minh, từ tôn phụ điển nhân sinh phúc dày. Mỗi trăng có ba ngày kỷ mẫu kỳ, hai thành tâm bền chi cúng dường. Kinh đàn đăng thủy hoa hương, ngoài ra tất cả ngày thường khỏi lo. Việc cung kiến phải cho tinh khiết, cố gắng tu tha thiết cần chuyên. Lo tròn phận sự hằng niên, 36 nhật kiên thiền trì kinh. Sấm lễ vật cung nghinh từ mẫu, trong các ngày kỷ mẫu lập đàn. Gồm có 6 ngọn đăng quang, quả hoa tươi thấm hương phần 5 cây. 6 chung nước lọc đầy đủ lệ, cùng chung nhau họp để kính đàn. Thuyết kinh giảng lý rõ ràng, mỗi người đều định tâm mang thọ trì. Ai xứ nào làm ý lời dài, định tinh thần tụng bài biến kinh. Tiêu bao nghiệp chướng tội mình, hưởng đời quân thượng quyền linh sanh tồn. Ai cố gắng sớm hôm trì tùng, thêm 2 thời chuyển dụng tâm thành. Mẹ ban quyền diệu điển thanh, tự tay cứu chữa mạnh lành nội gia. Đức từ tôn truyền ra cho biết, các con cần tha thiết ghi lòng. Lúa mạch gần chín đầy bóng hiền, ra móng bạch hư không rõ ràng. Gió từ đâu thổi sang rất mạnh, trong niên này gặp cảnh phong ba. Khổ sầu từ trẻ tới già, chúng sanh phải chịu thiết tha cơ hàng. Nạn đói lạnh lầm than đau xiết, là điềm trời ứng thiệt rõ ràng. Thiên đình đâu đà hạt lúa vàng, thần linh ngũ cốc lệnh ban dây trời. Gieo hòa cho cảnh đời khốn khổ, tuy vậy mà có chỗ cung chừa. Nơi nào kính mẹ sớm trưa, trì kính địa mẫu phước thừa bình an. Mẹ bảo hộ vững vàng nơi đó, được trúng mùa mưa gió thuận hoàng. Ai từng phổ biến gia gia, tiên truyền kinh mẫu đứng ra giải bài. Phổ thông tin đủ đầy ý nghĩa, mẫu sẽ sai các vị thiên thần, gia thần ủng hộ ấn cần đồng. Theo độ sẽ xa gần thành tâm, được phúc lành tháng năm no ấm. Trên thiên đình ghi chấm phước ban, nội gia kẻ đó thanh nhàn, được thành pháp vinh quang muôn phần. Thanh lâm bạch hổ thần cũng giang, phò tá người xứng đáng con lành. Từ tôn cho biết rõ rành, trăng mười thập bát giáng sanh trần miền. Đến giờ ngõ kiên thiền kinh mẫu, chẳng có nên dời đổi thời gian. Sửu mùi thình tuất không an, đúng giờ nhất
đến lập đàn thì kinh. Cầu lên mẹ thương tình cứu khổ, phụ điển linh phổ độ chúng sanh. Các con tựu hộp tâm thành, được ban màu nhiệm phúc lành khắp nơi. Mẹ hiện thanh xuống đời tri chứng, phương hướng nào bền vững chí tâm. Thường hành minh mẫu diệu thâm, ngày đêm thành kinh tháng năm thanh nhàn. Còn lo chi mùa màng chẳng trung, gia nào hãy trì tụng kinh này. Phước lành sẽ được hưởng ngay, thăng thiên đắc quả chẳng sai chẳng lầm. Hưởng quy tế cao thâm lộc cả, thọ hương đăng trà quả vinh sang. Chân kinh của đức mẫu hoàng, gồm bao diệu lý lời vàng ngọc châu. Kinh địa mẫu đúng vào bậc nhất, chẳng tường phân ý thức suy tầm. Người đời còn bởi mê tâm chẳng, nên khinh dễ lỗi lầm tội mang. Ai tỉnh ngộ lập đàn cúng kinh, thọ trì kinh nghiêm chỉnh cúng dường. Nạn tai nghiệp chướng lỡ vương, một ngàn muôn kiếp thoát đường trầm luân. Kinh địa mẫu thấm nhuần đạo lý, gắng cần chuyên nghiệm kỹ lời khuyên. Hằng ngày ròm rã khấn nguyện, được nhiều công đức tội liền tiêu tan. Kinh mẫu hơn muôn ngàn kinh khác, ai chí tâm hiển đạt phúc lành. Rõ thông từng chữ hiểu rành, người đó sẽ được mẹ dành hồng ân. Điển quyền linh xa gần chiếu tòa, phóng hào quang khắp cả bầu trời. Thường người hiểu rõ từng lời tâm tư, kẻ đó sáng ngời minh châu. Ai thông đạt từng câu nghiệm kỳ, đã tri tường nghĩa lý diệu kinh. Có thể gội sạch tội mình, bao nhiêu nghiệp chướng oan tình tiêu tan. Như ai rõ từng hàng mẫu dài, qua nạn tai sắp xảy đến mình lại. Còn hưởng được phước vinh tam tài, lộc thọ hướng minh thanh nhàn. Nếu ai hiểu được toàn kinh quyền, thì đích danh mẫu chuyển điển quang. Luôn được phước lộc bình an, đời đời kiếp kiếp mẹ ban phúc dày. Như nghe thuyết kinh này chẳng tường, lại bỏ qua không lượng thường tri. Mà lòng chẳng khứng thó trì, bị khép vào tội khinh khi Phật trời. Tội phi ban bao lời xúc phạm, lâm vào cảnh khóc thảm sầu than. Ngày ấy chẳng có kêu oan, phải đành dương tội gian nan ngục hình. Dẫn nước nào chẳng tin lời mầu, sẽ lâm vào bao nỗi thiết tha. Đại kiếp thủy hỏa phong ba thải, đều chết rồi đâu mà còn chi. Lòng mẫu tự nghĩ suy đau xiết, muốn hưu quỷ đại kiếp phong ba. Nạn thủy hỏa sắp xảy ra, thường cho sanh chúng phải xa cảnh sầu. Ngặt chung chẳng quay đầu trở lại, tuân theo lời mẫu dạy trong kinh. Mẹ muốn bỏ số tử sinh, vì thấy số phận chúng sinh chết nhiều.
Mẹ tin mãi bao điều phương kể, chẳng đành lòng bỏ phế lãng ngơ. Tình thương vô bến vô bờ, làm sao cứu được con thơ trở về. Mẹ dùng trước màu phê sắc lên, phán phân rằng chỉ định thế này. Truyền thần thiên ác đến đây, chia làm hai phái lướt mây xuống trần. Người hung dữ ác thần dẫn dắt, nhập cùng chúng kẻ bất lương tâm. Độc ác tàn nhẫn đã dâm, chia ra tất cả chẳng lầm lộn chi. Bậc hiền lương phượng phí quân tử, thiện thần gom lại giữ một nơi. Đưa vào chánh giác kịp thời, ngày đêm tu niệm quên đời gian nan. Chờ đến ngày hả màn chung cuộc, mẫu xe giải ra một cây chài. Dù cho thiện ác phân hay, tóm thâu tất cả một chài nhốt chung. Liên lụy kẻ tận trung hiếu thảo, người tu hành học đạo kinh tâm. Chừng đó mới thấy diệu thâm, mẫu từ sẽ chuyển huệ tâm trẻ lành. Được sống sót nhàn thanh đủ trí, biết tường phân chánh lý đường tàn. Thiện gần ác lại tranh xa, từ đó các đạo mở ra khai quăng. Đồng xuôi lòng ăn năn quý tử, chánh đạo mẫu hội đủ đem về. Chẳng còn chia rẽ khen chế, phân ra nhiều mối khó bề tường phân. Hình tướng chài phép thần màu nhiệm, mẫu tả ra những điểm rất cần. Nhị thập bát tú phân thần, phủ dây kinh bắc giác gần chánh nam. Còn phương hướng tây nam tây bắc, các vị thần giáp bạc mặt bóng bào. Gồm 60 vị tài cao, mẫu từ phán lệnh truyền trao lời vàng. Tuân lời dạy thiên can 10 vị, thập nhị thần đính chỉ địa chi. Tất cả tinh tu các vị ủng hộ, hoàng đế thái vi hoàn toàn. Đức tự tôn mẫu hoàng điều khiển, thần lôi công lôi điện tam phương. Phân thân trân thủ phi thường, 64 quẻ tỏ tường diệu thâm. Hiện nguyên hình tay cầm binh khí, đứng vàng ra trực chỉ đó đây. Khắp trong thiên hạ đủ đầy, trận đồ của mẫu lập xây hạ miền. Cõi trời nam từ niên đinh lời, đến niên thân dậu mới thiệt rồi. Biết bao quyền bí nhiễm màu, tại nơi hạ giới tham sầu thiết tha. Mẫu từ bổ thiên la địa dầm, sức đại hùng gian đậm kinh hồn. Làm cho thiên ám địa hôn, thần sầu quỷ khóc giống tồn thảm thương. Còn tứ đại thiên dương tiếp lệnh, bốn cửa trận mẫu đỉnh trấn an. Tám vị thần lực kim cán, xông vào trận qua pháp đàn thần thông. Làm trời đất hư không nghiêng ngả, nhật nguyệt tinh châu quả đảo xây. Cũng như trong chóng lăng quay thế, rồi lặng mất không ngày hiện ra. Mẫu thâu lại yên tà lăng mì,
Kẻ bất lương phải bị luật hình hổ phong quan dọa lôi đình, làm cho sóng nổ nước mênh mông tràn. Lửa dậy khắp dương gian nguy khổ, trấn cuồng phong bão tố khắp vùng. Mẫu tận diệt đưa bất trung xử, người bất nghĩa chẳng dung tha nào. Đến chừng đó vàng thao mới rõ, mẫu thâu xong ngày đó bình an. Nước rút sóng lặng gió tan, sẽ thấy vũ trụ dương gian tươi nhuận. Chỉ còn người hiền lương sống sót, kẻ thiện lương được thoát khỏi vòng. Thế là mẫu dũng quyền công, diệu pháp qua biến thần thâm lẽ làng. Kinh đô có sen vàng đua nở, bốn phía vòng khắp ở thị thành. Các con yêu thảo hiền lành, đến chừng khi đó mẫu danh hồng ân. Được đổi xác kim thân bất hoại, chẳng tử sanh thoát khỏi nghiệp duyên. Chứng đặng đại la thiên tiên thiên, bởi nhờ công cố gắng tu hiền thành công. Hỏi ban đào thưởng đồng tất cả, các con nào đắc quả giữ vào. Thế rồi vĩnh viễn về sau, chẳng còn chuyện kiếp khổ đau trần miền. Chúng con được niên niên bất tử, khoái lạc tiêu diêu ngữ cảnh nhàn. Giống cảnh diêu điển mẫu hoàng, luôn hưởng thọ phước kia an cửu trường. Phật mẫu ngữ trên thượng tầng cõi, hoằng khai dưỡng nhân loại bảo toàn. Hết lòng quảng đại sắc son, quá sanh dạy dỗ các con phản hồi. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu, dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu, dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu, dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Con kính lại địa mẫu đấng tối cao vô thượng, đã giáng lâm phù hộ thế gian này. Với anh linh cùng đức độ cao dày, công tế thế an ban danh còn đường. Con kính lại địa mẫu Ấn Độ sanh vô lượng ân báo, trì cứu tử lại vô biên. Mẹ của nhân gian, mẹ thánh mẹ hiền, hàng Phật tử chúng con nguyện ghi mãi. Con kính lại địa mẫu đấng mẫu nghi tứ hải, danh gian lừng khắp cả nước non tiên. Xuống trần gian làm Phật mẫu mẹ hiền, để cứu độ chúng sanh cơn hoạn nạn. Con kính lại địa mẫu đấng anh linh vô hạn, xin mẹ ban phép lạ cứu trần gian. Đang sống trong nghiệp chướng chúng trần hoàng, xin tế độ cho muôn loài hết khổ. Con kính lại địa mẫu xin mẹ ban ân lành, cho Việt Nam Phật giáo thịnh hành. Được tôn nghiêm màu nhiệm giới viên thành, cho con mẹ bốn phương đều kính mẹ.
ngũ canh từ canh một nhìn trần lễ tuôn rơi, chúng đàn khổ lụy nạn tơi bời. Nên lo tu tình này con giải lại mẹ nguyện cầu bể khổ giới. Canh hai điện lực rải mọi nơi, thiện nhân tu tình được thành thơi. Sao không cố gắng tu trì vậy, thương xót con mẹ chẳng nghỉ ngơi. Cánh ba lũy mẹ nhỏ tràn trề, hết lời kêu gọi con tỉnh mê. Cuộc đời say đắm đường vật chất, chôn lấp linh quang cản lối về. Cứu vớt cuộc đời vất nam kha, cảnh tư đẫm lệ cõi ta bà. Điện linh ban xuống lời từ ái, kêu gọi thiện nhân nhủ mẹ già. Canh năm trầm ngâm suy diệu quyền, bốn bộ ban quyền diệu dứt quan khiên. Thiện nhân cứu vớt tu hành dậy, di lặc quái linh dạy chư hiền. Nam mô vô cực thiện tôn diêu trì, hoàng mẫu vô lượng từ tôn đại từ tôn a di đà phật. Phần sám cơ trời chẳng dám lầu ra, mẹ thời thương trẻ xót xa trong lòng. Cho nên lòng mẹ trực hồng khoanh khuya, mẹ đến tỏ trong sự tình. Nếu mà ngồi để làm thinh, con ngồi lớn bé khôn mình về sau. Thấy trong đà trời đỉnh quặn đau, con ngồi não nổ mẹ vào tâu sinh. Muộn trong thanh đế thượng đình, thứ dung trần tục tôi xin phen này. Tôi nguyện đổ hết xưa nay, bao giờ về hết trên tay sửa đời. Mẹ thương con dạy con ơi, nếu không có mẹ thời trời chẳng dung. Con ôi lòng mẹ khôn cùng, thương con trần thế khắp chung bầu trời. Phải xưa con trẻ nghe lời mẹ, đem về hết thành thơi an nhàn. Có đâu trần tục chẳng an nếu nay, thời đau ốm mấy mang tật nguyền. Chết rồi đó lạc diêm thiên, luân hồi sau thủ lũy miền u đô. Con ngôi lòng mẹ hiếu khô, cũng vì thương trẻ mẹ vô chúng này. Một giải tật bệnh con nay, tiêu trừ đau ốm đắng ngày an vui. Hai dạy nông nải thuận xuôi, hàng thấp phong chứng hết rồi hân hoan. Canh chày mẹ kịp lên đường, giả con ở lại mẹ sáng tây đình. Sám đĩa màu ngày ngày lòng mẹ bấn khuân, cũng vì thương xót nơi chung bụi trần. Nỡ nào xây mặt sắp lưng, liêu chiêu con đỏ mẹ đành xiết than. Trời cho quay nổ sấm vàng, nếu không có mẹ ắt tàn chúng con. Bởi nên mẹ trách phiền con, công mẹ sanh sản chẳng còn tiếp chi. Con sao bát nghĩa chẳng ghi, nhờ ơn tạo quá chút vì công danh. Nếu như mẹ giận bỏ đành, thì con đâu đặng nên danh cuộc đời. Ngày ngày ăn uống vui chơi, chớ hề con niệm đĩa thời mẫu đây. Muốn
nên kiến vật tạo gây muốn độ con trẻ phải bài dỗ khuyên. Đôi lời mẹ nhắc con ghi ngày nào kêu mẹ mẹ liền dắt con trần gian tâm tối mịt mù. Con ơi nghe mẹ thẳng đường con đi, những lời mẹ đã tiên tri ngày nào đãi hồi. Con thì gặp cha ít lời kiếm khẩu thuyết ra dương gian, con ngủ mẹ mà thượng thiên. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu vô lượng đại từ tôn A Di Đà Phật. Đưa điện mẹ hồi cung trước hương đăng trà quả lễ kính thành con bái tạ mẫu nghi. Mẹ là đại đức từ bi vì thương con dạy mới đi xuống trần. Lời châu ngọc mẹ ân cần giải biểu, tiên đã vàng con mới hiểu thiên cơ. Dắt con chỉ bến chỉ bờ, lo tu trọn đạo đặng nhờ thiên liên. Này các con quyết tâm chỉ tình, giữ một lòng nhẫn nhịn lo tu. Giờ này là tuyết âm u, điển linh mẹ giang xuống trần độ con. Nên con mới biết cung soi bờ bên, đầm cùng nhau dắt đến trường thi. Gia trang sắp đặt an bài, thanh thanh trà quá quả lễ bài kính dân. Còn lớn bé chúc mừng hoàng mẫu, cầu phước giữ cho Nam Việt cửu ngôi. Giờ này cầu nguyện đã rồi, lại đưa đức mẹ phản hồi thiên ơ cung. Quy Phật mẫu cứu trần thế, nguyện xin phước đức dung bồi chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí huệ biết đường Phật tiên. Quy Pháp là phương giải thoát, điển quyền linh bủa khắp trần gian. Sửa tâm chứng đắc kịp thời, linh căn mẹ điểm hội kỳ long hoa. Quy tăng nhân truyền mẫu dạy, phải ăn chay với luật nghiêm trang. Hữu hình gia tạm luân hồi.